Các phương pháp tầm soát sớm bệnh lý tim bẩm sinh ở trẻ. Bệnh tim bẩm sinh có nguy cơ tử vong cao nếu chúng ta chậm trễ trong chẩn đoán và chuyển trẻ đến các trung tâm tim mạch có kinh nghiệm để điều trị. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong giai đoạn chu sinh và nhũ nhi so với các dị tật bẩm sinh khác. Các phương pháp tầm soát sớm ở trẻ như sau. 1. Siêu âm tim thai. Phương pháp này giúp phát hiện hầu hết các dị tật tim trong thai kỳ, nhất là những dị tật nặng và đe dọa đến tính mạng em bé ngay sau sinh. Thời điểm tốt để siêu âm tim thai là từ 18 đến 22 tuần tuổi thai. Vì vậy, siêu âm tim thai được khuyến cáo cho tất cả các sản phụ, đặc biệt là các sản phụ thuộc nhóm nguy cơ cao. Chẩn đoán sớm trong giai đoạn bào thai, giúp can thiệp bệnh tim nếu được, hoặc có quyết định chấm dứt thai kỳ sớm đối với những bệnh tim quá phức tạp. Tuy nhiên, do sự hình thành cấu trúc tim còn thay đổi theo tuổi thai, nên một số bệnh tim bẩm sinh nhẹ có thể bị bỏ sót, hoặc giảm nhẹ, hoặc mất đi khi bé sinh ra đời. Vì vậy, cần phải siêu âm tim sau sinh để chắc chắn trong việc chẩn đoán. 2. Đo SpO2. Đo SpO2 là đo độ bão hòa oxy ở máu ngoại vi thông qua một đầu dò SpO2 kẹp ở đầu ngón tay, ngón chân. Bình thường độ bão hòa oxy trên 90%, tốt nhất là 95-100% ở trẻ sơ sinh và không khác biệt nhiều khi đo ở tay và chân. Khi SpO2 dưới 90% hoặc khác biệt giữa tay phải và chân lớn hơn hoặc bằng 3% thì được gọi là test đo dương tính. Bất cứ trẻ nào có test đo SpO2 dương tính cũng nên được siêu âm tim kiểm tra. Test đo SpO2 thực hiện tốt nhất từ 24-48 giờ sau sinh. 3. Siêu âm tim sớm sau sinh. Vài năm trở lại đây, tại một số bệnh viện sản nhi lớn trong nước, siêu âm tim cho trẻ sơ sinh đã được thực hiện như một tầm soát thường quy với mục đích phát hiện sớm các bệnh tim bẩm sinh ở trẻ. Siêu âm tim giúp trả lời chính xác là trẻ sinh ra có bị tim bẩm sinh không, tật tim nặng hay nhẹ và có cần can thiệp sớm trong giai đoạn sơ sinh hay không. Sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ ngay sau sinh giúp phát hiện sớm các trường hợp bé bị bệnh tim bẩm sinh nặng mà không chẩn đoán được trước sinh. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng gia đình trên hành trình chào đón con yêu một cách an tâm và trọn vẹn nhất.